Làm thế nào để vừa giảm cân hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe? Hà Giảm Cân xin chào các anh chị và các bạn. Nhiều quan điểm cho rằng tinh bột là thủ phạm gây nên tình trạng thừa cân, béo bụng. Nên là một số phương pháp giảm cân chia sẻ là muốn giảm cân, giảm mỡ thừa là chúng ta phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. Thực tế là việc cắt bỏ tinh bột sẽ giúp cho chúng ta giảm cân, diệt mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn hàng ngày sẽ khiến cho cơ thể gặp rất nhiều những cái vấn đề, rất nhiều rủi ro đối với sức khỏe của chúng ta. Thông thường trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta thì sẽ có rau, có thịt, có cá, có tôm, có các loại tinh bột. Và khi giảm cân chúng ta cắt hoàn toàn tinh bột thì gần như là chúng ta sẽ chỉ có rau và thịt. Một số phương pháp giảm cân thì có thể là sẽ bổ sung thêm một số những cái loại chất béo như là sữa, phô mai, rồi bơ, một số những cái loại chất béo. Tuy nhiên, người Việt Nam chúng ta không quen với việc ăn nhiều chất béo, cũng như là để tìm được những nguồn chất béo có lợi và đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì ở Việt Nam không hề dễ dàng tìm kiếm một chút nào. Nên là hầu hết những người giảm cân mà không ăn tinh bột thì gần như là chỉ có rau, trứng, thịt trong bữa ăn hàng ngày. Và khi mình áp dụng như vậy khoảng 1 đến 2 tuần mà không có tinh bột thì mình sẽ bắt đầu gặp những cái dấu hiệu, những cái rủi ro đối với sức khỏe. Cụ thể là chúng ta sẽ cảm giác như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tụt đường huyết, mệt mỏi, thiếu năng lượng, thiếu tập trung. Nặng hơn thì chúng ta có thể bị tình trạng là mất ngủ, táo bón, nổi mụn, mẩn ngứa, rụng tóc, rồi có những trường hợp là tụt đường huyết dẫn đến ngất xỉu. Đấy là những rủi ro khi mà chúng ta cắt bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy thì làm thế nào để vừa giảm cân hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe? Đấy là chúng ta sẽ sử dụng các loại tinh bột thay thế nha các anh chị. Tinh bột sẽ có hai loại là tinh bột chuyển hóa nhanh và tinh bột chuyển hóa chậm. Khi mà chúng ta giảm cân, chúng ta không cần thiết phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, chúng ta sẽ chuyển các loại tinh bột nhanh, thay vào đó là các loại tinh bột chuyển hóa chậm. Tinh bột chuyển hóa nhanh thông thường là tinh bột trắng đã qua xử lý qua chế biến công nghiệp. Ví dụ như là gạo trắng, cơm trắng, bún, phở, miến, rồi các loại bánh kẹo, đồ ngọt, những cái loại đồ ăn vặt. Thông thường đấy là những loại tinh bột nhanh. Và khi ta ăn những cái loại tinh bột nhanh này sẽ khiến cho đường huyết của chúng ta tăng lên một cách nhanh chóng. Điều đó khiến cho cơ thể của chúng ta dễ bị tăng cân và tích mỡ. Đồng thời những cái loại tinh bột nhanh thì thông thường sẽ rất ít chất xơ. Và khi mà mình ăn một chế độ mà thiếu chất xơ thì mình rất hay đói và hay thấy thèm ăn. Đâm ra là mình cứ ăn liên tục, ăn rất nhiều trong bữa ăn. Điều đó khiến cho chúng ta sẽ bị tăng cân và tích mỡ, rất khó để giảm cân. Vậy nên là khi mà chúng ta giảm cân, giảm mỡ thừa, các anh chị hãy cố gắng tránh xa tuyệt đối các loại tinh bột chuyển hóa nhanh. Đấy là những cái loại tinh bột trắng, các loại như cơm, bún, phở, miến, bột mì, bánh mì, đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh. Mình tuyệt đối tránh xa những cái loại thực phẩm đấy thì mình sẽ giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả. Thay vào đó, chúng ta không cần phải cắt hoàn toàn tinh bột, chúng ta sẽ sử dụng các loại tinh bột chuyển hóa chậm. Thông thường những cái loại tinh bột chuyển hóa chậm là những cái loại tinh bột gần với cái trạng thái tự nhiên của thực phẩm đấy, cũng như là những cái loại tinh bột đấy sẽ chứa nhiều chất xơ. Ví dụ như là chúng ta có ngô, khoai, sắn, có gạo lứt. Đấy là những loại tinh bột chuyển hóa chậm. Tinh bột chuyển hóa chậm, nhiều chất xơ sẽ giúp cho chúng ta no lâu hơn, kiểm soát đường huyết, qua đó việc giảm cân, giảm mỡ thừa của chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao hơn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mình vẫn có tinh bột trong chế độ ăn uống hàng ngày. Đồng thời, những cái loại tinh bột chuyển hóa chậm, chúng chứa nhiều chất xơ nên rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta, sẽ giúp hệ tiêu hóa của mình khỏe mạnh hơn, đồng thời sẽ giúp cho chúng ta giảm mỡ máu, giảm mỡ nội tạng, có một sức khỏe tim mạch tốt hơn, có một hệ tiêu hóa tốt hơn thì chúng ta sẽ có một hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Rất nhiều lợi ích phải không nào? Ngoài ra các anh chị có thể nghiên cứu đến đậu lăng. Đậu lăng là một loại tinh bột chuyển hóa chậm, chúng có rất nhiều chất xơ và chỉ số đường huyết của đậu lăng rất là tối ưu cho việc giảm cân, giảm mỡ thừa. Em Hà đã tư vấn cho rất nhiều chị em áp dụng giảm cân với đậu lăng. Rất nhiều người đã cải thiện được vóc dáng và cải thiện được tình hình sức khỏe của mình. Các anh chị có thể tìm hiểu thêm về đậu lăng. Được chưa nào? Em Hà cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ cho bạn bè, người thân biết đến những thông tin hữu ích này. Em Hà Giảm Cân xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo trên kênh.